Xin chào các chị đẹp của nhà Melia. Đây là một trang phục mà Kiều Anh rất là thích, với chất lụa seo ly cao cấp, mềm mại và kết hợp với cả phần ren nữa, giúp cho các chị em của chúng ta sẽ có một hình ảnh rất là mỏng manh, duyên dáng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Phần thiết kế của ống tay được đính thêm ngọc trai khiến cho chiếc váy có thêm điểm nhấn, và phần cái cầu vai được thiết kế bồng như thế này sẽ giúp cho các chị em chúng ta che đi được phần khuyết điểm là bắp tay không được thon gọn nữa. Với phần phối ren tông màu đen trắng như thế này thì không những giúp cho chúng ta có một hình ảnh rất là thời thượng, thanh lịch mà còn ứng dụng đi được rất là nhiều nơi, vừa đi làm, vừa đi chơi, đi dạo phố, cũng đồng thời có thể là tham gia họp hành và gặp gỡ đối tác nữa. Nếu như các chị em đã thích mẫu váy này rồi thì hãy nhanh tay đặt hàng qua online để được free ship, hoặc là đến với hệ thống của nhà Melia ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh nhé. Yeah, never looking back.